Hello, xin chào. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Linky Store. Và đây là chuyên mục Smart Home. Và cạnh bên mình đây là một chiếc máy lọc không khí đến từ nhà Xiaomi. Em này là Xiaomi 3H nha các bạn. Thì ở trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại và phân tích lại những cái lý do tại sao chúng ta nên sử dụng những cái chiếc máy lọc không khí để trang bị trong chính ngôi nhà của chúng ta. Và đặc biệt là tại sao chúng ta nên sử dụng kem máy lọc không khí Xiaomi 3H này nhé. Rồi, và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta cùng bắt đầu video ngay bây giờ nhé. Và nói về những cái lý do mà chúng ta nên sử dụng kem máy lọc không khí, dĩ nhiên cái lý do đầu tiên mình phải liệt kê và kể đến cho các bạn đó chính là việc nó bảo vệ sức khỏe cho chúng ta. Cũng giống như là những cái thiết bị điện máy trong gia đình như là tivi phục vụ cho cái việc giải trí nè, máy lạnh nè, nó phục vụ cho cái việc thư giãn nghỉ ngơi, cũng như là tủ lạnh nó phục vụ cho cái việc ăn uống hàng ngày của chúng ta, thì những cái thiết bị đó nó khá là quen thuộc và gần gũi rồi, hầu như là gia đình nào hiện tại bây giờ nó cũng có rồi. Nhưng những cái chiếc máy lọc không khí như là kem Xiaomi 3H ở đây thì không phải nhà nào cũng có, mà không phải ai cũng thật sự quan tâm đến những cái thiết bị nhỏ gọn như vậy. Và mình nói tại sao là không nhiều người quan tâm đến cái chiếc máy lọc không khí này, bởi vì họ nghĩ là khi mở trong nhà rồi thì cơ bản là cái không khí nó đã sạch sẽ rồi, vì một phần chúng ta đã có điều hòa, cũng có cái chức năng lọc. Nhưng ở bên trong nhà của chúng ta thực tế thì nó vẫn ô nhiễm không kém cạnh gì so với lại là bên ngoài. Và trong không khí chúng ta hít thở thường xuyên thì nó có bao gồm như là bụi nè, và vi khuẩn virus nè, nấm mốc nè, những cái chất gây dị ứng. Và đặc biệt những cái nhà các bạn nào mà có nuôi thêm thú cưng nữa thì chúng ta còn có cả những cái virus, những cái vảy ở trên da của thú cưng và những cái sợi lông của thú cưng bay lơ lửng trong không khí nữa. Cho nên nếu như chúng ta không quan tâm về cái vấn đề không khí nó tồn đọng những yếu tố như vậy thì tất nhiên thận của chúng ta nó sẽ gặp rất là nhiều những cái rắc rối khi mà chúng ta ở trong cái điều kiện như vậy. Và rất là may là những cái tác nhân mình nêu cho các bạn vừa rồi đó thì đều được xử lý cơ bản với lại là các em máy lọc không khí Xiaomi 3H này rồi. Và đặc biệt một cái tác nhân gây hại cuối cùng mình dành rất là nhiều thời lượng để mình nói về nó, đó chính là PM2.5. PM2.5 là bụi mịn nha các bạn. Thì bụi mịn cơ bản là một cái bụi ở cái mức độ là siêu siêu nhỏ, chúng ta không thể nào nhìn thấy bằng mắt thường được, nhưng gần như ở mọi nơi, trong mọi góc ngách căn nhà, mọi nơi ở ngoài đường đều có bụi mịn. Và bụi mịn chính là cái tác nhân gây hại lớn nhất cho thận của chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta hít thở những cái bụi mịn đó vào, nó sẽ tồn đọng ở trong thận, và về lâu về dài nó sẽ làm giảm chức năng lọc của thận đi. Từ đó thì cơ thể của chúng ta sẽ yếu dần đi và sinh ra rất là nhiều bệnh từ cái đường không khí và đặc biệt là từ bụi mịn. Cho nên cái vấn đề về bụi mịn thì kem Xiaomi Mi E 3H này với cái bộ lọc HEPA, với cái khả năng lọc lên tới là 0,3 micromet, nó cũng giúp cho chúng ta có thể lọc bỏ hoàn toàn, gần như là hoàn toàn, lên tới là 99,97% về cái tác nhân bụi mịn cũng như là vi khuẩn virus. Và tất nhiên là những cái vấn đề như là bụi lớn này, những cái hạt này, những cái lông thú cưng và một số cái mùi, một số cái ẩm mốc cũng có thể xử lý triệt để với lại là kem Xiaomi 3H này. Và một xíu thì mình sẽ nói về cái bộ lọc HEPA của nó sau ha. Và nếu như nhiều người chưa tin vào cái việc là cái không khí của chúng ta nó đang ô nhiễm trầm trọng như thế nào thì các bạn có thể tải một cái ứng dụng trên smartphone, đó chính là cái ứng dụng là AirVisual, một cái ứng dụng cực kỳ nổi tiếng trong cái việc mà đo lường về cái chất lượng không khí ở rất là nhiều những cái địa điểm trên thế giới, trong đó bao gồm những cái địa điểm nổi tiếng của Việt Nam như là Sài Gòn với lại là Hà Nội. Nó luôn nằm trong top những cái thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới. Dù chúng ta có quan tâm hay là không thì chúng ta cũng đang sống ở những nơi cực kỳ ô nhiễm. Và tất nhiên thì cái việc bảo vệ sức khỏe của chúng ta là cái điều cực kỳ cần thiết. Và bây giờ chúng ta sẽ nói sâu hơn một xíu về kem Xiaomi 3H này nha. Bởi vì đây là một trong những cái lý do quan trọng nhất mà mình khuyên các bạn, nếu mà các bạn đang có ý định tậu cho mình một cái em máy lọc không khí thì các bạn hãy suy nghĩ ngay đến cái em Xiaomi 3H này. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về cái mức giá của nó. Thì hiện tại với gần 3 triệu đồng thôi, với tầm khoảng 3 triệu đồng thôi là các bạn đã có thể sở hữu ngay một cái chiếc máy lọc không khí Xiaomi 3H như vậy rồi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về cái ngoại hình cũng như là kích thước của nó. Thì kích thước của cái em Xiaomi này thực sự thì nó không chiếm quá nhiều diện tích của các bạn đâu. Cơ bản thì cái mặt trên của nó là tầm khoảng một cái tờ giấy A4 thôi. Và cái màu sắc của cái em Xiaomi 3H này nó lại cho chúng ta một cái sự sang trọng rất là nhiều. Nó sẽ tô điểm cho cái căn nhà của bạn, đặc biệt là những các bạn ở chung cư. Và cái chiếc Xiaomi 3H này thì nó sẽ phù hợp với cái căn phòng có diện tích khoảng là 45m², căn phòng khoảng 1-2 người đó các bạn. Cho nên thì những cái chiếc máy lọc không khí nhỏ gọn như vậy nó sẽ giúp ích được cho rất là nhiều người. Đặc biệt là nhà ở Việt Nam thường không to đấy, cho nên là một chiếc máy lọc không khí cơ bản như vậy thôi là nó cũng đã phục vụ đủ cho một cái phòng ngủ của chúng ta rồi. Đó là về cái mặt thiết kế. Và còn rất là nhiều những cái vân vân nhỏ nhỏ như thế này. Đây là nơi để cái không khí nó có thể hút vào nha các bạn.
Và các bạn thấy ha, ở mặt trước của nó nè, nó sẽ có một cái lớp lưới thiết kế hình tổ ong nhỏ nhỏ dần lên như vậy. Và hai bên của nó đều có những cái lỗ nhỏ tương tự luôn. Cho nên là không khí nó sẽ đi theo mọi hướng để vào được cái chiếc máy lọc không khí này. Đó, nó theo gần như là bốn cái mặt của chiếc máy lọc không khí này luôn. Cho nên là nếu như các bạn đặt ở vị trí nào trong nhà thì nó cũng sẽ cực kỳ hiệu quả hết. Bởi vì không khí nó sẽ lưu thông qua, gần như là phải qua cái chiếc máy lọc không khí này. Và từ đó nó sẽ tản ra những cái không khí sạch ở cái phía trên này cho chúng ta. Và nó cho chúng ta một cái không khí sạch là tầm khoảng 380 mét khối. Đó, nói chung là cái dung lượng lọc của nó là tầm khoảng 380 mét khối trên 1 giờ. Đó, cho nên là khi mà các bạn có thể trang bị một chiếc máy lọc không khí như vậy rồi, bảo đảm là các bạn sẽ có thể cải thiện được cái chất lượng không khí trong phòng của các bạn. Và đặc biệt là cải thiện được cái giấc ngủ, bởi vì cái không khí nó sạch sẽ nè, nó sẽ giúp cho chúng ta có thể thoải mái hơn và tinh thần của chúng ta nó cũng sẽ được tăng cường hơn rất là nhiều. Đó, cho nên là về cái tác dụng về sức khỏe, ngoài cái vấn đề lọc bụi ra thì cái vấn đề về tinh thần nó cũng hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều nữa. Và có một điều khác mà mình cực thích ở cái phần thiết kế của cái máy lọc không khí Xiaomi 3H, đó chính là ở phía trước của nó các bạn. Đây, các bạn có thể thấy ở đây chính là cái vị trí của một cái màn hình LED, chính xác là màn hình OLED nha các bạn. Và cái cảm quan khi mà nhìn vào thôi đã đủ chất lượng cũng như là sang trọng rồi. Và ngoài ra thì cái màn hình LED này nó không chỉ là nó trưng cho vui đâu, mà nó lại còn giúp cho chúng ta rất là nhiều thứ quan trọng khác. Đặc biệt là giúp cho chúng ta biết được là cái chất lượng không khí của chúng ta đang ở đó nó đang như thế nào, cũng như là một vài cái thông số về cái chất lượng độ ẩm nè, cũng như là về cái nhiệt độ trong phòng của chúng ta nữa. Đó, nó rất là nhiều những cái thứ nó có thể cảnh báo chúng ta chỉ trên một cái màn hình nhỏ gọn như vậy thôi. Và dĩ nhiên thì với một cái nút bấm ở đây thì nó sẽ cho chúng ta trong cái việc mà cài đặt những cái tính năng thông qua cái nút bấm này. Rồi, ở đây thì mình quay nhấn một lần. Đó, nó sẽ cái chế độ lọc ở là mức 1, mức 2, mức 3. Là cái mức càng cao thì cái tốc độ lọc cũng như là cái sự hoạt động của cái chiếc máy lọc không khí này thì nó càng cao hơn nha các bạn. Đó, mình sẽ để mic lại gần gần một xíu cho các bạn nghe về cái sự thay đổi về cái sự hoạt động của nó khi mà mình điều chỉnh những cái mức độ nha. Rồi, ok. Đó, mức trái tim, đây là cái mức hoạt động mạnh nhất của cái chiếc máy lọc không khí này. Thì nếu như mà trong một số trường hợp mà không khí trong nhà chúng ta bụi quá thì các bạn có thể bật cái chế độ hút cao nhất lên thì nó sẽ hơi ồn một xíu. Nhưng mà theo mình đánh giá về cái việc ồn của cái chiếc máy lọc không khí này so với những cái thương hiệu lọc không khí khác thì nó nhẹ nhàng hơn rất là nhiều so với những cái thiết bị lọc không khí khác. Cho nên về cái độ ồn thì các bạn cũng yên tâm khi mà các bạn bật max công suất của nó lên ha. Rồi, tiếp tục nào. Chúng ta còn có một chế độ nữa là chế độ ngủ này. Đó. Và một cái chế độ cuối cùng đó chính là cái chế độ auto. Và mình nghĩ cái chế độ auto là cái chế độ phù hợp nhất để chúng ta cài đặt trên cái chiếc máy lọc không khí 3H này. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà các bạn bật chế độ auto lên rồi thì nó sẽ tùy thuộc vào cái không khí trong nhà chúng ta mà nó sẽ cho chúng ta cái sự điều chỉnh nhất định. Ví dụ như là không khí sạch rồi thì nó sẽ hạn chế ở cái mức lọc bình thường thôi. Còn nếu như mà cái bụi đột ngột nó tăng cao lên quá, hoặc là ở trong nhà có người hút thuốc hoặc là khói bụi gì đó, thì nó lập tức nó sẽ chuyển lên cái chế độ là cao nhất. Nó sẽ lọc và nó sẽ hút nhanh hơn. Đó, nói chung là nó sẽ tùy biến, tùy thuộc vào cái tình hình cái không khí của chúng ta đang ở đó như thế nào. Cho nên là mình khuyên các bạn nên đặt ở cái chế độ auto. Rồi, đó là cái phần cài đặt cũng như là cái việc sử dụng cái chiếc máy lọc không khí thôi. Rất là đơn giản ha. Còn nếu như các bạn mà thắc mắc về việc cái nguồn điện của nó cũng như là cái cảm biến để nó đo những cái bụi, những cái nhiệt độ, những cái độ ẩm ở đâu thì nó nằm ở mặt sau đây. Rồi, mình sẽ cho các bạn xem cái mặt sau. Rồi, ok. Ở đây cái sợi dây của nó nha các bạn. Và ở phía dưới này đây, phía dưới cùng luôn, thì nó sẽ có một cái nơi để chúng ta có thể cắm cái sợi dây vào để cấp nguồn cho máy ha. Thì đây là cái máy cắm nguồn trực tiếp nha các bạn. Rồi thì bây giờ mình sẽ trở lại với vấn đề là cái bộ lọc HEPA của kem máy lọc không khí 3H này nhé. Thì cái bộ lọc HEPA nó nằm ở phía sau của cái chiếc máy lọc không khí này thôi các bạn. Mình sẽ mở ra cho các bạn coi luôn nha. Ok. Đó, khi mà chúng ta tháo cái nắp đậy ra thì lập tức cái chiếc máy lọc không khí nó sẽ dừng hoạt động và cảnh báo chúng ta ha. Và đây chính là cái bộ lọc của cái em máy lọc không khí 3H này nha các bạn. Rồi, bộ lọc nó gọn như vậy thôi. Đó, theo cái dạng hình trụ tròn. Nó bên trong là lõm nha các bạn, để cho không khí sau khi mà nó đi qua ở cái phía bên ngoài nè. Đó, nó sẽ qua ba cái lớp lọc và nó sẽ cho chúng ta cái không khí sạch vào bên đây và nó từ đó nó đẩy ra. Ở trên đây nó có một cái hệ thống cũng như là cánh quạt để nó tản không khí rồi các bạn.
thì cái nguyên lý hoạt động của những cái chiếc máy lọc không khí nó cũng khá là cơ bản thôi. Và những cái bộ lọc như vậy mình hay nói vui đó chính là những cái trái tim của những cái thiết bị lọc, đóng góp cực kỳ quan trọng. Nó là một trong những phần quan trọng nhất của những cái thiết bị lọc nha các bạn. Rồi ok, thì mình sẽ phân tích một xíu về cái bộ lọc này của chiếc máy lọc không khí 3H nha. Thì nó sẽ có 3 lớp. Cái lớp đầu tiên đó chính là một cái lớp lưới. À, lớp lưới này thì nó có cái tác dụng là nó sẽ chặn những cái bụi lớn nè mà chúng ta có thể thấy bằng mắt thường được, những cái lông thú cưng nè, rồi những cái hạt nè đó, và những cái vảy sừng ở trên da của động vật hoặc là trên tóc của chúng ta đồ nữa đó, lông tóc thú cưng đồ, thì cái lớp đầu tiên cơ bản nó đã chặn lại được tất cả những cái yếu tố đó rồi. Còn khi mà cái lớp thứ hai là cái lớp quan trọng nhất của cái bộ lõi này, đó chính là cái lớp lọc HEPA. Thì lớp lọc HEPA nó có cái khả năng lọc lên tới là 0,3 micromet. Cơ bản nó sẽ lọc gần như là những cái tác nhân gây hại cực kỳ có hại như là bụi mịn nè, vi khuẩn, virus, nấm mốc. Và cái lớp lọc thứ ba đó chính là cái lớp lọc than hoạt tính. Thì sau khi lớp lọc HEPA đã xử lý những cái tác nhân đó rồi, thì cái lớp lọc than hoạt tính nó có cái tác dụng là khử mùi hôi. Đó, nó sẽ khử tất cả những cái mùi hôi ở trong không khí, ví dụ như là mùi nấu ăn nè, mùi đồ ăn nè, mùi ẩm mốc các thứ đồ, và đặc biệt là mùi thuốc lá nha các bạn. Cho nên là nhà chúng ta mà có người mà hút thuốc lá, hoặc là chúng ta cuối tháng chúng ta thắp nhang cúng kiến gì đó, thì nó cũng giúp cho chúng ta rất là nhiều trong cái việc mà hút những cái mùi đó đi, nó sẽ giảm thiểu được rất là nhiều nha các bạn. Và dĩ nhiên thì với một cái mức giá tầm khoảng 3 triệu như là cái em 3H này, thì nó chỉ hấp thụ và xử lý một phần những cái khói thuốc lá đó thôi, chứ nó không khử hoàn toàn cái mùi hôi của khói thuốc lá nha các bạn. Cho nên là các bạn lưu ý nha. Và cuối cùng, cái mà mình liệt kê rất là nhiều ở đầu video cho các bạn, đó chính là Xiaomi và Smart Home. Tại sao lại là Xiaomi và tại sao lại là Smart Home? Xiaomi là một trong những cái tập đoàn về chuyên về công nghệ hàng đầu trên thế giới đến từ Trung Quốc. Riêng về những cái thiết bị máy lọc không khí đến từ Trung Quốc thì mình cực kỳ tin tưởng các bạn. Bởi vì Trung Quốc là một trong những cái quốc gia ô nhiễm bậc nhất trên thế giới. Cho nên mình nghĩ là những cái thiết bị mà được sản xuất từ Trung Quốc, đặc biệt là những thiết bị liên quan đến cái việc mà lọc không khí đó, thì mình sẽ tin tưởng hơn rất nhiều. Bởi vì nó sẽ đảm bảo được cho chúng ta cái chất lượng không khí tốt nhất ở trong cái điều kiện tiêu chuẩn của nó. Và tiếp theo là nhà thông minh, hay được gọi là Smart Home. Thì Smart Home, nhà thông minh thì được hiểu đơn giản là những cái thiết bị thông minh nó được kết nối, liên kết với nhau và có thể giao tiếp trực tiếp với nhau và giao tiếp với chúng ta thông qua một cái chuẩn giao tiếp chung. Có thể là thông qua một cái chiếc smartphone trên điện thoại, cũng có thể là điều khiển thông qua giọng nói bằng một số cái thiết bị định tuyến. Và máy lọc không khí Xiaomi 3H cũng là một phần trong cái hệ thống nhà thông minh, cũng như là trong cái hệ thống sinh thái Smart Home của Xiaomi đó các bạn. Cho nên là nếu như các bạn sử dụng những cái thiết bị thông minh khác như là công tắc thông minh nè, rèm cửa thông minh nè, hay là robot hút bụi chẳng hạn, thì chúng ta hoàn toàn có thể link với nhau hết luôn nha các bạn. Có nghĩa là các bạn hoàn toàn có thể điều khiển trên một cái ứng dụng là Mi Home. Cũng như nếu như các bạn có thể sử dụng thêm những cái thiết bị khác đến từ nhà Google, nhà Samsung, thì các bạn cũng có thể link với nhau và tạo thành một cái tổ hợp nhà thông minh cực kỳ thông minh và xịn sò. Từ đó giúp cho cái trải nghiệm sống và cái cuộc sống của chúng ta chất lượng hơn rất là nhiều nữa. Đó, cho nên những cái thiết bị như vậy dần dần nó sẽ có mặt trong bất kỳ những cái ngôi nhà nào thôi, như là ban đầu mình phân tích cho các bạn rồi. Trên đây là bài đánh giá nhanh của mình về kem Xiaomi Mi E3H trong năm 2021, cũng như là nêu cho các bạn những lý do tại sao chúng ta hãy nên mua ngay một cái em Xiaomi 3H này để trang bị trong căn nhà của mình. Và các bạn đánh giá như thế nào về cái chiếc Xiaomi 3H này thì nhớ để lại comment ở dưới phần bình luận nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh YouTube của Linh Kiện Star nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.